cho các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy một cái biến áp xung và một cái cuộn dây trong cái bộ nguồn led driver hoặc là một cái trong cục sạc điện thoại di động á. Như các bạn cũng đã biết á, đây là cái bo nguồn switching nha các bạn, là cái cục trong cục sạc điện thoại di động ha. Thì đây là cái một cái biến áp xung. Biến áp xung của nó là có 6 chân nha các bạn. Ở đây là mình có hai chân sơ cấp, hai chân thứ cấp và hai chân hồi tiếp. Là biến áp xung có 3 cục dây ha, 6 chân. Còn đây là cái bo nguồn led driver. Mình sửa cái đèn led nha các bạn. Thì các bạn, ở đây trên đây có một cái cục dây ha. Cục dây nói chung là thực tế nó chỉ có hai chân thôi mà nó làm thêm 4 chân đấy đó. Cái cấu tạo này á nó làm các bạn nhìn sơ sơ là nó hao hao giống một cái biến áp xung, nhưng thực tế là chỉ có là cục dây nha các bạn. Một số các bạn trong quá trình sửa chữa các bạn hơi gặp khó khăn và việc lấy linh kiện mấy cái biến cục dây hoặc cái biến áp xung này nè. Thì ở đây cái cách thứ nhất á là các bạn dùng một cái súng hút chì á, hoặc là có cái cây hút chì các bạn hút ra ha. Còn cách thứ hai á các bạn hay dùng nhất là các bạn dùng những cái sợi dây đồng nè, cái đồng nhuyễn nè các bạn. Cái dây đồng ở đây á, có nhiều sợi nha các bạn. Các bạn hay dùng những cái dây đồng sợi nhỏ này nè. Rồi các bạn lấy cái mỏ hàn, các bạn hút từng chân ra nha. Như vị trí này nè, các bạn bỏ đây, các bạn hút. Các bạn làm cho chì á nó bám vào trong dây đồng nha các bạn. Cái này là cách thứ hai ha. Cái này cũng khá lâu nha các bạn. Còn cách thứ ba các bạn cũng làm tương tự. Các bạn ra ngoài mua một cái dây đồng gọi là dây đồng hút chì nha các bạn. Là mấy sợi dây đồng hút chì nè. Trong điện thoại di động người ta hay dùng để hút chì mấy chì thừa trên cái linh kiện giá FD. Thì các bạn mua những sợi dây đồng này và các bạn hút chì bình thường ha. Các bạn đá đây nè. Thì thay vì các bạn tìm những cái sợi dây đồng này, thì thay vì các bạn tìm những cái sợi dây đồng như cách thứ hai á, thì các bạn mua cái sợi dây này nó tiện hơn nha. Với lại cái đồng này các bạn nó hút nhanh hơn so với cái mấy sợi nhỏ này nha các bạn, hút hơi lâu ha. Tôi cũng đã vô chân á, các bạn để chân lên chân chì rồi các bạn lấy mỏ hàn các bạn đặt lên cho nó nóng chảy thì chì nó nóng chảy nó sẽ bám theo cái sợi đồng nè các bạn. Đây chì các bạn nó bám theo cái sợi đồng hút chì này ha. Thì đây là cách thứ ba nha các bạn. Các bạn có thể mua dây đồng chì ngoài tiệm bán linh kiện điện thoại di động ha, nó cũng bán ha, thiết bị sửa chữa điện tử nó cũng có bán. Tuy nhiên ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách thứ tư, thì cũng là cách làm nhanh nhất trong ba cách đó luôn nha các bạn. Tại vì ba cách đó các bạn làm thời gian nó chậm, rồi có những mất thời gian các bạn thiếu kiên nhẫn làm rất lâu ha. Thì cách thứ tư này thì mình sẽ sử dụng kết hợp một cái máy khò và cái mỏ hàn. Cái này các bạn làm cực nhanh luôn nha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành thao tác nha. Trước tiên là các bạn cắm điện cho cái mỏ hàn này nó nóng, rồi sau đó là cái máy khò này các bạn, các bạn bật nguồn lên cho nó hoạt động luôn nha. Rồi các bạn tiến hành bật nguồn cái máy khò nha các bạn, cho nó nóng một xíu ha. Ở đây trước khi các bạn chuẩn bị cho mình một cái vật kê để các bạn lấy cho dễ nha. Rồi trước tiên mình sẽ lấy cái cuộn dây bên trong cái bộ nguồn led driver này ra nha các bạn. Thế đây một số các bạn muốn sửa chữa thì các bạn thay thế linh kiện á. Ở đây có thể các bạn có thể đánh dấu nha. Nếu mà các bạn biết chân thì không sao á. Tại vì cái chân này cũng dễ mà các bạn. Ở đây còn không á thì các bạn cứ đánh dấu đi, đánh dấu dự vị trí này. À, mình sẽ lấy chân vị trí này nha các bạn. Tí nữa nếu mà các bạn khi tháo linh kiện ra, tí các bạn ướm vô nha. Các bạn chỉ mũi tên xuống nè. Rồi các bạn chờ cho cái hai cái thiết bị nóng lên rồi chúng ta bắt đầu làm nha các bạn. Thôi mình sẽ tiến hành mình lấy cuộn dây này ra trước nha các bạn. Trước tiên các bạn cứ cho mình một ít mỡ hàn nha. Các bạn bỏ mỡ hàn lên 4 cái chân của nó các bạn. Các bạn không cần phải dùng cái ống hút chì
hoặc là mấy cái di động như thế này. Các bạn làm cái cách này nhanh hơn ha. Các bạn chờ cho nó nóng lên nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn tiến hành khò cho mình nha. Các bạn cứ đảo đều tay á, khò như khò bình thường nha các bạn. Rồi sau đó các bạn dùng một cái mỏ hàn, các bạn tiến hành các bạn tiếp xúc vô cái chung chấm vào cái chân chì của cái cuộn dây này cho nó rơi ra nha các bạn. Các bạn nhớ không? Cực nhanh ha. Đó nó rớt ra nha các bạn. Đây là thành quả. Có thấy không? Cái bo mạch của mình đó đã lấy ra được rồi nha. Đây là cái cuộn dây của nó nha các bạn. Nó làm rất nhanh nha. Các bạn không cần phải hút chân chì cho mất công, hay là các bạn dùng cái loại dây đồng này à. Dây đồng hút chì hoặc là mấy dây đồng nhuyễn á, không cần phải dùng đó. Đây là cái cuộn dây của cái bầu led driver nha. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ tiến hành mình lấy cái biến áp xung này của mạch nguồn switching hay là cái mạch nguồn bên trong cục sạc điện thoại di động nha các bạn. Các bạn cũng làm tương tự cho mình thôi. Rồi các bạn để vị trí cần thiết ha. Tiếp theo là các bạn cũng dùng mỏ hàn. Các bạn lấy mỏ hàn các bạn chét mấy cái chân này chị bên trên cái biến áp xung nha các bạn. Thì cái biến áp xung này á bạn, nó có 6 chân rồi nha. Thì các bạn không cần đánh dấu các bạn tí nữa, nếu mà các bạn muốn biết vị trí như lúc đầu các bạn bỏ vô các bạn ướm thử là ok ha, không cần phải coi lại. Rồi tiếp đây mình sẽ tiến hành mình lấy nha các bạn. Các bạn cũng khò bình thường ha. Rồi các bạn kết hợp với một cái mỏ hàn cho mình. Cái đảo đều tay nói chung khò bình thường thôi, không có gì hết á. Rồi nó gần rơi ra nha các bạn. Rồi các bạn tranh thủ cái khò nóng các bạn. Rồi các bạn ơi, chấm chấm cái mỏ hàn rồi nó rớt ra liền nha các bạn. Rớt rồi các bạn. Đây nè. Đây cái biến áp xung của nó nha các bạn. Làm rất nhanh nha các bạn. Rồi, mình sẽ tiến chờ cho nó nguội chút xíu mình tiến hành lấy cái bo ra. Bạn thấy không? Đây là 6 cái chân của cái biến áp xung trên cái bo nguồn switching này nè. Đây nó còn hơi nóng nha các bạn. Còn đây là cái cuộn biến áp xung, 3 cuộn dây 6 chân. Rồi đây là một cái cuộn dây của cái bầu led driver nha các bạn. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà lấy cái biến áp xung với cái cuộn dây bên trong bo mạch điện tử đó, cực dễ nha. So với cách dùng mà các bạn dùng ba phương pháp trên, như cái phương pháp dùng ống hút chì nè, hoặc là dùng mấy cái di động hút chì như thế này á, là khá lâu nha các bạn. Còn các bạn dùng cái cách thứ tư của mình á, là cực nhanh cực dễ luôn nha. Ai cũng có thể làm được trong nhà, ở nhà, nhất là các bạn thợ bọc á. Rồi để mà các bạn lấy ra nhanh rồi cho nhanh chóng rồi các bạn thay thế ha. Còn đối với những viên chì mà còn thừa, các bạn bít lỗ thì các bạn có thể dùng cái di động hút chì nè các bạn. Rồi các bạn dùng mỏ hàn ha, các bạn hút cái là nó hút hết chân chì trên nó tạo thành cái lỗ bình thường nha các bạn. Rồi các bạn từ đó mà các bạn có thể thao tác thay thế các linh kiện như cuộn dây hoặc là cái miếng áp xung này nha. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.